Kỷ luật đấy, cô phải ngồi đây chấm đấy. Em xin kính chào các thầy cô và các bạn học sinh có mặt trong hai ngày hôm nay. Em đây là Thảo, em xin đại diện cho lớp 10A9 để mang đến bài chương trình về đề tài cuộc sống thời Covid ạ. Trong suốt 2 năm gần đây, hẳn thầy cô và các bạn đều rất lo lắng với một loại bệnh mang tên Covid. Đây là một đại dịch bệnh truyền nhiễm, rồi tác nhân là SARS-CoV-2 và các biến thể của nó đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu. COVID xuất hiện lần đầu vào tháng 12 năm 2019 tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Nó bắt nguồn từ một nhóm người mắc bệnh viêm phổi không rõ nguyên nhân. Trên đây là những ảnh hưởng mà COVID đã mang đến ạ. Như chúng ta đã biết, người dân ở hầu hết các châu lục đã và đang trải qua tâm trạng bất an, lo âu, căng thẳng trước sự lây lan nhanh của các biến chủng mới. Thứ nhất là do bị mất việc làm nên khiến cho thu nhập của mỗi gia đình giảm sút. Thứ hai là do có rất nhiều người bị nhiễm bệnh và phải đi cách ly y tế, xét nghiệm và nhập viện. Từ đó khiến cho xã hội rơi vào trạng thái khủng hoảng khi dịch bệnh ngày càng gia tăng, phong tỏa và giãn cách xã hội thì ngày càng kéo dài. Mỗi chúng ta không ai có thể ngờ rằng đại dịch có thể ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt đời sống xã hội trên phạm vi toàn cầu và quy mô lớn. Những làn sóng lây nhiễm COVID mới và các biện pháp nhằm hạn chế lây nhiễm như giãn cách xã hội, cách nhau 2 mét áp đặt lên đời sống xã hội đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tồn tại, vận hành và phát triển của nhiều chủ quốc gia, trong đó có nước Việt Nam. Bên cạnh đó, dịch COVID cũng ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý học sinh, sinh viên như chúng em vì phải học trực tuyến qua màn hình máy tính hay điện thoại, không những phải đối mặt với nhiều cánh cửa trường học trong suốt hơn 1 năm qua, gây ra gián đoạn trong việc học tập và kiến thức. Điều này cũng đồng nghĩa với việc xáo trộn về mặt tâm lý và tinh thần của các bạn khi phải xa bạn bè, thầy cô và trường lớp. Trên đây là một số hình ảnh về các học sinh học online tại nhà. Bọn em có mang đến một số triệu chứng khi mắc phải COVID là những triệu chứng thường gặp như sốt, ho, mệt mỏi, mất vị giác hoặc khứu giác. Những triệu chứng ít gặp như đau họng, đau đầu, đau nhức, tiêu chảy. Đặc biệt là những triệu chứng nghiêm trọng như mất khả năng nói hay chủ động, hoặc hay quên, đau ngực và khó thở. Đây là cách để phân loại cách ly người nhiễm SARS-CoV-2 nghi nhiễm hoặc đã tiếp xúc. F0 là người được xác định nhiễm SARS-CoV-2, F1 là người nghi nhiễm hoặc tiếp xúc trực tiếp với F0. F0 và F1 sẽ được đưa đi cách ly tập trung tại các cơ sở y tế. Còn F2 là người tiếp xúc với F1 thì sẽ được cách ly tại nhà, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách với các người xung quanh, với những người xung quanh. Trong đại dịch COVID thì có rất nhiều những tấm lòng hảo tâm đã quyên góp lương thực, thực phẩm ủng hộ cho đồng bào vùng dịch. Họ ở phát tặng khẩu trang miễn phí. Bên cạnh đó thì còn có những y bác sĩ, những thiên thần áo trắng cũng góp một phần công sức không nhỏ vào công cuộc chống dịch. Dù phải trải qua những khó khăn vất vả nhưng họ vẫn luôn ngày đêm không quản mưa nắng chăm sóc các bệnh nhân. Đây là một số hình ảnh về các y bác sĩ ạ. Bên cạnh đó, dù có rất nhiều những tấm lòng hảo tâm nhưng do dịch COVID có nhiều biến đổi phức tạp, nhiều người đã lợi dụng chuyện đó để trục lợi cho bản thân, như tăng giá khẩu trang, bán khẩu trang kém chất lượng, đẩy giá những nhu yếu phẩm cần thiết đối với vùng dịch. Họ tung tin giả gây hoang mang cộng đồng, kêu gọi tự điều trị, chuẩn đoán tại nhà không theo chỉ dẫn của Bộ Y tế. Vậy thì vì sao chúng ta cần có những biện pháp phòng chống nhiễm bệnh? Thứ nhất là để bảo vệ cho chính bản thân mình và cho gia đình. Thứ hai là để giảm đi một phần gánh nặng cho xã hội. Và thứ ba, cái quan trọng nhất là để vì sức khỏe của cộng đồng.
Đây là bảng số liệu về số ca nhiễm, số ca khỏi bệnh và số ca tử vong của Việt Nam. Thì đã có rất nhiều người bị nhiễm COVID. Bên cạnh đó thì số ca khỏi bệnh cũng tăng lên rất nhiều. Nhưng chúng ta cũng có khá nhiều người đã hy sinh, đã tử vong vì COVID ạ. Nhận thấy số người bị nhiễm ngày càng gia tăng, nhà nước đã ban hành một số quy biện pháp chặt chẽ như người không đeo khẩu trang nơi công cộng, người giữ khoảng cách theo quy định khi người không giữ khoảng cách theo quy định khi tiếp xúc bị phạt số tiền tối đa 3 triệu đồng, vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng quy định tại nơi công cộng bị phạt tối đa 1 triệu. Người nào không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh COVID-19 của bản thân hoặc người mắc bệnh phạt tối đa 20 triệu. Đây là thông điệp 5K mà chính phủ gửi đến toàn thể cả nước, như là khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế ạ. Qua đại dịch COVID thì thông điệp mà chúng em muốn gửi đến tất cả mọi người là hãy giữ gìn tinh thần lạc quan để góp phần nâng cao hiệu quả hệ thống miễn dịch cơ thể, qua đó nâng cao khả năng đẩy lùi dịch bệnh, bình tĩnh sống, thay đổi thái độ sống. Đây chính là thời điểm chúng ta sống chậm, sống khác một cách tích cực nhất có thể vì một trái đất không có dịch bệnh ạ. Bài thuyết trình của chúng em đến đây là hết. Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô và các bạn đã chú ý lắng nghe ạ. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn anh.